Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Phim mới của Đàm Tùng Vận lên sóng Màn Ảnh Việt. Màn kết hợp ăn ý giữa Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân cùng chuyện tình thú vị trốn công sở giúp Hãy Gọi Tôi Làm Sếp trở thành tựa phim được yêu thích tại đất nước tị dân trước khi cập bến đến Màn Ảnh Việt. Master of My Own, tựa Việt Hãy Gọi Tôi Là Sếp là một trong những bộ phim công sở nổi bật của Màn Ảnh xứ Trung trong nửa đầu năm 2022, ra mắt khán giả đất nước tị dân vào cuối tháng 4 vừa qua. Tác phẩm nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ có sự tham gia của cặp sao trẻ tài năng Đàm Tùng Vận, Lâm Canh Tân, cùng nội dung nhẹ nhàng, lãng mạn và chút hài hước. Phim xoay quanh mối tình oan gia ngọ hẹp giữa cô thư ký cá tính Ninh Mông, Đàm Tùng Vận thủ vai và vị phó tổng nghiêm khắc Lục Kỳ Minh, Lâm Canh Tân, vốn khắc khẩu và bất đồng quan điểm. Cặp đôi liên tục đối đầu nhau trong mọi công việc, không ngại ăn miếng chạm miếng với đối phương. Tuy nhiên, quá trình làm việc và cùng trải qua nhiều chuyện, họ dần trở nên thấu hiểu và quan tâm, giúp đỡ nhau nhiều hơn, từ đó nảy sinh tình cảm. Tuy lần đầu bén duyên trên phim, Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân nhanh chóng chứng tỏ độ ăn ý mỗi khi xuất hiện chung trong một khung hình. Bản thân đạo diễn Diêu Đình Đình cũng bày tỏ sự hài lòng khi sự lựa chọn cặp sao trẻ dẫn dắt tác phẩm. Nhà làm phim này nhận xét, họ đều là những diễn viên thực lực, làm việc ăn ý với thái độ tích cực. Mọi người đều có lối diễn riêng biệt, hóa thân thành một cách tự nhiên, từ đó giúp nhân vật của mình trở nên sống động hơn. Bên cạnh Đàm Tùng Vận và Lâm Canh Tân, Hãy Gọi Tôi Là Sếp còn ghi điểm như diễn xuất ấn tượng của những gương mặt như Bạch Băng, Vương Lệ Na, Lưu Sướng. Ngoài những khoảnh khắc lãng mạn, ngọt ngào của hai nhân vật chính, phim cũng níu chân khán giả bằng hàng loạt tình huống hài hước khiến người xem cười ra nước mắt. Cùng với đó, tác phẩm khắc họa chân thực cuộc sống công sở, nơi nhân viên phải đối mặt với những công việc bộn bề, áp lực từ cấp trên, bị khách hàng gây khó dễ, đồng nghiệp dòm ngó, thậm chí phải chịu cảnh bị chê xấu, đối xử bất công. Tuy nhiên, bên cạnh những góc khuất, phim vẫn khắc họa nhiều điều tích cực ở nơi làm việc, chẳng hạn như những người bạn dễ mến, chan hòa, luôn giúp đỡ nhau khi khó khăn. Vừa khép lại tập cuối tại quê nhà chưa lâu, Hãy Gọi Tôi Là Sếp đã ra mắt khán giả Màn Ảnh Nhỏ Việt Nam. Phim phát sóng vào lúc 12 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 1 tháng 8. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.